ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសួស្តីមកកាន់ឆានែលសាវតីព្រំសម្រាប់វីដេអូមួយនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីរូបរាងផ្លែម្នាស់ដ៏ស្រស់ស្អាតនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺបង្ហាញបងប្អូនអំពីផ្លែម្នាស់ប៉ុន្តែវាមិនមែនជាផ្លែម្នាស់ដែលមានលក្ខណៈផ្លែធម្មតាដោយនៅខាងក្រៅដែលយើងធ្លាប់ឃើញនោះទេផ្លែម្នាស់នៅក្នុងរូបភាពនេះមានលក្ខណៈផ្លែស្អាតហើយនឹងផ្លែភ្នែកដូចជាផ្លែម្នាស់នេះគ
chi phlai mơ tới đôi chi bát đai rồi có miền phlai chi chran chọp khnia đôi kê tai tới ha tha mđoh khluh nu ai giêng vô giêng pinit mơ tới trong video ni vi pật chi chmlai phnai khlang na mđoh chi chran miền rục rieng phlai phlai pi khnia đôi chi mđoh khla miền rục rieng sam pẹt mđoh khla miền kbal chran vi pật chi ascha khlang na sau đó bạn muốn được học nghề đây mình tâm mình chơi subscribe xong chơi chơi subscribe này chơi sẽ nhảy rút cận này mấy từ tôi ban video thứ mấy pi chơi này riêng nhầm bạn ta từ tiệt này xong tôi sẽ ná nấu cùng một rong lúc hiệp play mình đó đó sẽ ăn năng play này được bao nhiêu nhầm tiền học nghề